Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay em đi quay một cái mảnh vườn nha cô chú anh chị. Mảnh vườn này là có tổng diện tích là 1,5 hectare nhé. Đất thuộc về xã Đắk Nang, huyện Cà Rồng Nốt, tỉnh Đắk Nông. Trên đất được chủ là trồng 1.000 cây cà phê và 5 sao là đất trống nha cô chú anh chị. Từ quốc lộ 28 vào tới cái mảnh vườn này thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là một cây số nha cô chú anh chị, từ quốc lộ 28 mà vào tới cái lô đấy này là một cây số nha. Còn mà về hướng ở Sài Gòn là 260 cây, còn mà về hướng Lâm Đồng thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 40 cây số nha cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ mảnh đất này là đất đỏ bã dán nha, ô tô đi vào tận rầy nha cô chú anh chị. Từ quốc lộ 28 mà đi vào gần tới mảnh rầy này là mình đi đường bê tông nha cô chú anh chị. Mình mất tầm khoảng cỡ là 30 mét là đi đường cấp phối này nha. Đi cấp đường cấp phối này cô chú anh chị này. Đất này đất đỏ bã dán cực kỳ thích hợp cho cô chú anh chị mình trồng cây ăn trái cũng như là trồng cà phê nha cô chú anh chị. Chủ nhà họ trồng được 1.000 cây cà phê rồi, còn lại là đất trống. Nếu cô chú anh chị nào mà thích trồng cây ăn trái thì mình vẫn đang còn đất để mình trồng cây ăn trái nha cô chú anh chị. Trong thời gian vừa qua thì em có bận việc cho nên là không đi quay đất được cô chú anh chị mình xem và tham khảo được. Hôm nay em tiếp tục trở lại em đi quay đất cho cô chú anh chị mình xem tham khảo nha. Mảnh đất này là có trích lục đấy nha cô chú anh chị, có trích lục, chủ nhà họ vay được ngân hàng nha cô chú anh chị. Cho nên là cô chú anh chị yên tâm để mình về đây mình đầu tư nha. Giá của chủ nhà hiện tại bây giờ đưa ra cái mảnh vườn này cô chú anh chị là 550 triệu nha, 1,5 hectare giá là 550 triệu, đất có trích lục. Bên dưới cái mảnh rầy của mình là có suối nha cô chú anh chị, cho nên là lát này em sẽ bay bơ lê cam lên cho cô chú anh chị mình xem tổng quát đến cái mảnh vườn này. Sáng sớm em quay thì nó cũng hơi mờ nha cô chú anh chị, cho nên là nha, cái mảnh rầy này thì nước đầy đủ cho cô chú anh chị, cực kỳ thích hợp cho cô chú anh chị mình vào đây mình đầu tư nha. Anh chị mà đang quan tâm tới cái mảnh vườn này liên hệ với em theo số điện thoại em để sẵn trên màn hình nha cô chú anh chị, cũng như mà đang xem kênh YouTube của em cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nhé, để lần sau em có cái động lực đi quay những cái lô đất tốt nhất rẻ nhất để cho cô chú anh chị mình tham khảo nha cô chú anh chị. Cái khu vực rầy của mình là có điện hết đấy nha cô chú anh chị. Mảnh vườn của mình chưa có điện nhưng mà dân họ ở họ kéo điện đi qua cái mảnh vườn của mình rồi nhá. Cho nên anh chị nào mà mình muốn đầu tư cái mảnh vườn này thì mình chỉ cần cấu điện chứ đây 1 mét 2 mét là điện vào tới cái rầy của mình nha cô chú anh chị. Xung quanh cái rầy của mình á, là có nhà dân họ ở rồi nhá. Đường cấp phối nha cô chú anh chị có rơi vào tầm khoảng cỡ là hơn 100 mét là mặt tiền đường cấp phối lớn nha cô chú anh chị. Hơn 100 mét cái mặt tiền đường lớn này cô chú anh chị này. Đấy, mặt tiền đường lớn này này, hơn 100 mét. Anh chị mà đang quan tâm tới mảnh vườn này liên hệ với em theo số điện thoại em để sẵn trên màn hình nhé. Giá là 550 triệu nha cô chú anh chị. Anh chị mà đang quan tâm liên hệ sớm cho em nhé để mình tham khảo đến mảnh vườn này nha cô chú anh chị. Từ quốc lộ 28 mà cô chú anh chị này mà vào tới cái mảnh vườn này thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là một cây số nha cô chú anh chị. Trong đó là mình đi tầm là 800 mét. Là đường bê tông rồi nha. Mình mất tầm khoảng cỡ 20 mét là mình đi mất khoảng cỡ tầm 20 mét là đường cấp phối nha cô chú anh chị. Cái lô này của mình là gần với là đường bê tông nha. Nếu anh chị mà đang quan tâm tới mảnh vườn này thì liên hệ với em sớm để mình tham khảo nha cô chú anh chị. Giá là 550 triệu, đất đã có trích lục, chủ nhà họ đang vay ngân hàng nha cô chú anh chị. Mảnh đất này chủ nhà họ đi vay ngân hàng được các cô chú anh chị ạ. Cho nên là cô chú anh chị cứ mạnh dạn về đây mình đầu tư nha. Lát này em sẽ bay bơ lê cam lên cho cô chú anh chị mình tìm hiểu và tham khảo nha cô chú anh chị.